Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miệng núi, và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, ngày tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ, bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hân hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Đó là lời Chúa. Và sự ác rất mong manh. Có khi chúng ta rất là thiện, nhưng mà rồi cũng có lúc chúng ta rất ác. Và rồi trong con người của chúng ta, sự khiêm tốn và lòng tự cao tự đại nó cũng rất là mong manh. Chắc có lẽ mỗi người chúng ta còn nhớ hình ảnh ở vườn địa đàng với khuôn mặt của Adam và Eva, khởi đi từ sự kiêu ngạo và không bằng lòng với tất cả những gì Thiên Chúa ban cho mình, để rồi khi nghe lời con rắn cám dỗ, Eva và Adam đã giơ tay hái trái cấm. Chính sự kiêu ngạo đã hủy diệt con người, đã làm cho con người bất tỉnh, mất nghĩa với Thiên Chúa. Và rồi chính cái lúc con người kiêu ngạo, Thiên Chúa lại hứa ban đến cứu độ trần gian cho nhân loại qua khuôn mặt của một người phụ nữ rất đẹp, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe chắc có lẽ không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe. Chúng ta nghe đi, nghe lại, nghe hoài, nghe mãi. Mẹ Maria, sau khi nhận được lời của sứ thần truyền cho mẹ, là mẹ mang thai đến cứu độ trần gian, mẹ đã nói điều gì? Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hân hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái không nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc. Và tâm tình của mẹ Maria được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc: linh hồn tôi tôn vô Chúa, thần trí tôi hân hở vui mừng, hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi, vì Ngài thương tôi, từ nay tôi là người có phúc, bởi vì Thiên Chúa đã chọn tôi làm mẹ đấng cứu độ. Nãy giờ lúc mà ca đoàn hát bài đáp ca và chị của cha mới một năm hát, con tính lên dựng diễn đàn nhưng mà thấy chị cố hát hay quá nên không lên dựng diễn đàn. Bởi vì cái bài hát mà chúng ta vừa hát với nhau, vừa nghe ca đoàn và vừa nghe chị cố hát, đó chính là tâm tình của vua David. Tình thương của Chúa đời đời con ca tụng trong thánh tình.
88, ưng ý thức của Ngài đời đời có khác mình. Qua muôn thế hệ, vì con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Tình thương của Chúa con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm căn nhà. Tình thương của Chúa con sẽ ca tụng suốt năm căn dài, con sẽ ca tụng từ đời này đến đời kia. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương con. Cảm nhận của mẹ Maria là linh hồn tôn người khen Đức Chúa. Còn Thánh Vương David tạ ơn Chúa, bởi vì tình thương của Chúa trải dài trong cuộc đời của tôi. Và ngày hôm nay cùng với hai cha mừng sinh nhật một năm liên tục, từ cha bố đến cha chánh sứ, đến cha quản hạt con tôm, cha sở con tôm, cha sở Phương Nghĩa và kẻ phù hợp này, cùng với gia đình, cùng với cộng đoàn trở về cái nơi mà gọi là cái cậu bé A Di Thâm, xin lỗi với ngày xưa lắm ở chùa, mà bây giờ được Chúa chọn lên để làm linh mục của Chúa. Chẳng lẽ nào chúng ta lại không ca tụng Chúa sao? Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta là hậu tử. Nếu như cha đi thân và gia đình cũng như xóm làng chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì mà cha đi thân đang có là của mình, thì sẽ dễ kiêu ngạo và sẽ không nhân lời đạt được. Thế nhưng mà vừa qua, như lời dẫn dắt lệnh, cha nói với cộng đoàn là này, ngày hôm nay, cha cùng với cha Giuse tạ ơn Chúa với hồng ân một năm thánh chức linh mục. Và chắc có lẽ thưa hai cha mới một năm, không phải một mình hai cha đâu, nhưng mà cả cha sở, hai cha quản hạt, cha sở Phương Nghĩa và kẻ phù hợp này nữa, cùng tạ ơn Chúa với 12 năm linh mục, 3 năm và 23 ngày. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta, tất cả đều là hồng tử. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái cuộc đời mà người ta thích đặt bóng tên tuổi, người ta thích khoe mẽ và người ta thích gọi là phô trương, dễ bị vùi lấp cái lòng biết ơn. Nhiều người cứ tưởng rằng là mình có, và tất cả những gì mình đang có là của mình, không phải là của Chúa. Nên vô ơn. Cái đây chừng 2 tuần, giáo phận Thanh Hóa phải tiễn biệt một linh mục với 32 ngày kiệm chức. Qua tất cả những biến cố của cuộc đời và qua tâm tình của mẹ Maria, Thánh Vương David và của nhiều người, nhắc nhớ chúng ta lòng biết ơn. Lời tạ ơn của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con thêm cứu độ cuộc đời. Và như trong lời nguyện kỷ niệm ngày thánh chức linh mục của anh em chúng con lại tha thiết nói với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa trọng chúng con tuy chúng con bất sức. Và con nghĩ rằng trong những lời nguyện ấy, mỗi anh em linh mục chúng con đều cảm nhận được cái thân phận bất sức của mỗi người chúng con. Ân sủng của Thiên Chúa không đựng ở trong những cái bình vàng, những cái bình ngọc, những cái bình kim cương, mà ân sủng của Chúa lại được trong những bình sẵn lọ đất. Thế nên rồi, tạ ơn Chúa, mỗi năm trong dịp mừng thánh chức linh mục, anh em chúng con lại quy tụ với nhau trong đền linh mục, quy tụ với nhau trong gia đình, quy tụ với nhau trong cái làng xóm này, để chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta quá nhiều hơn. Tối hôm qua trong giờ cơm tối, con có nói chuyện với gia đình các cha. Con ở giáo phận Vĩnh Long 5 năm. Tạ ơn Chúa cho Vĩnh Long có một giám mục. Tới bây giờ mà đường đi vào nhà của Ngài, mình may mắn hơn nhiều, xe 4 bánh mình vẫn đi vào được. Đi về trong gia đình của Đức Cha Vĩnh Long, đi xe Honda thôi. Đức Cha chỉ đi Honda vô thì cho có 4 bánh không được. Khi đi về nhà của Ngài, con lại không hiểu được một Thiên Chúa rất là lạ lùng. Ngài lại chọn lựa, Ngài lại tin tưởng để giao một giáo phận cho một vị giám mục nhà quê. Ngài rất thật thà, người miền Nam cũng giống như người Rờ Ngao của mình.
con dọc dọc, con sao sống vậy, con sao nói vậy. Tôi hả? Chúa hả? Chúa chọn tôi là giám mục hả? Tôi là người chăn chỉnh. Con viết mấy bài viết, con nói là tạ ơn Chúa giáo phận Vĩnh Long có giám mục chăn chỉnh. Mấy cái người linh thần nói ông viết bài gì, ông mạ lời Đức Cha. Tội lắm. Đời nào tôi mạ lời Đức Cha, tôi ca tụng Chúa với Đức Cha, bởi vì Đức Cha luôn luôn nghĩ rằng mình là người chăn chỉnh mà Chúa lại khương chọn ngài. Đến cái lúc mà giáo phận Vĩnh Long mừng 80 năm thành lập, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nói giữa cộng đoàn: ôi tạ ơn Chúa với Vĩnh Long, mà là Vĩnh Long có một Đức Cha chăn chỉnh. Thế là mấy cái đứa linh thần nó quên luôn. Ngày qua con có nói với cha đi không? Cha phải tự hào bởi vì cha là người dân tộc thiểu số. Cha không may mắn bằng những dân tộc nổi tiếng, nhưng mà Chúa lại thương chọn cha. Cha phải tự hào và cha cảm thấy đó là ơn Chúa, và ơn Chúa nó trào tràn trong cái làng này, trong cái giáo xứ này, qua bàn tay của các vị mục tử. Con tới đây lần đầu, con mai phục cha xứ, con lại cha quỳ lại con hỏi. Bởi vì công lao của cha, cha đã gây dựng tất cả mọi nước mắt cùng với cái làng này, cha tôn tạo cho con con đường này quá tuyệt vời. Và chính vì thế mình phải tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa. Con ở với cha Rai, con nói với cha Rai, không được mặc cảm vì mình là người sao. Mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mình phải bảo vệ cái văn hóa, cái ngôn ngữ của Sa Lai của mình. Đừng đặt mất đi cái văn hóa, cái ngôn ngữ của Sa Lai. Mình nghèo, mình ít ăn ít học hơn người khác, nhưng mà mình có Chúa, xin lỗi, vẫn là linh mục của Chúa được mà. Dưới con mắt của người đời, họ nhìn khác lắm, họ phải nhìn bề ngoài cao to đẹp trai, ăn nói tài giỏi, nhưng mà xin lỗi, trước mặt Chúa vẫn đi tất cả. Trước mặt Chúa chỉ có những người khiêm tốn, chỉ có những người bề bỏ. Chúa hướng chọn và Chúa gọi. Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta mừng hồng ân thánh chức linh mục của hai cha trẻ, và có thể nói mừng tất cả linh mục của anh em chúng con ngày hôm nay đồng tế. Bởi vì ngày mỗi ngày anh em linh mục của chúng con luôn cảm nhận được tất cả là hồng ân. Trước đây thì con cũng có ước nguyện mình sẽ làm giám mục để mà mình nâng đỡ với cha Trường, bởi vì thương yêu với cha Trường. Có thể ngày làm phụ tá, nhưng mà tới bây giờ già chỉ bằng mỗi ngày mà thức dậy và dựng dân thánh lễ, đó là hồng ân của Chúa rồi. Bởi vì không biết ngày mai mình còn sống hay không, rồi ước ao rằng là mình sẽ xây một cái nhà thờ thiệt là to, nhưng mà thôi bây giờ không ước ao gì nữa. Mình sẽ ước ao viết được những cuốn sách thật là hay, nhưng mà không ước ao gì nữa. Mỗi ngày còn thức giấc, còn thấy mặt trời, còn dâng lời tạ ơn Chúa, đó là hồng ân rồi. Đừng có ước ao gì cao xa quá. Và chính vì thế con xin mời cộng đoàn tiếp tục tạ ơn Chúa với hai cha tân linh mục một năm, tạ ơn Chúa với anh em linh mục chúng con, và xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ anh em chúng con. Bởi vì nói gì thì nói, anh em chúng con vẫn là những bình sẵn lòng đất, chứa đựng những ân sủng của Thiên Chúa. Mà bình sẵn lòng đất thì nó mong manh, nó dễ vỡ, và nó rất cần lời cầu nguyện của cộng đoàn. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con, để tất cả những gì Chúa khởi sự với anh em chúng con trong ngày chúng con nhận thánh chức linh mục, cho tới ngày chúng con nhắm mắt đời đời, chúng con mãi mãi là những linh mục, là những mục tử như lòng Chúa.